Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Ấn Độ Dương là một trong những vùng biển chiến lược nhất trên thế giới, đến mức Alfred Mahan, một trong những nhà tư tưởng quân sự có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ, đã từng khẳng định ai kiểm soát Ấn Độ Dương sẽ thống trị châu Á và vận mệnh của thế giới sẽ được quyết định trên vùng biển đó. Điều này bởi vì Ấn Độ Dương là cầu nối của 5 châu lục, châu Phi, Nam Cực, châu Á, châu Đại Dương và châu Âu. Một phần lớn các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đi qua Ấn Độ Dương, không chỉ giúp tàu chiến di chuyển mà còn là huyết mạch vận chuyển hàng hóa, năng lượng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ấn Độ có một vị trí chiến lược đặc biệt trong khu vực Ấn Độ Dương, nằm giữa các điểm nút giao thông huyết mạch. Về phía Tây, eo biển Ormuz và Bab el-Mandeb là cửa ngõ thiết yếu cho giao thương dầu mỏ và hàng hóa. Phía Nam, giữa quần đảo Lakshadweep và Maldives có kênh 8 độ, nút thắt quan trọng nối liền châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Á. Cuối cùng, về phía Đông, thông qua quần đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ kiểm soát lối vào phía Tây của eo biển Malacca, điểm kết nối chính giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay. Nếu Đài Loan bị tấn công, eo biển Malacca sẽ là một trong những điểm nóng căng thẳng đầu tiên. Theo nhiều cách, chính sách đối ngoại của Ấn Độ được thể hiện qua quần đảo Andaman và Nicobar, nguồn gốc của tình thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca. Ấn Độ có nên can dự vào xung đột Mỹ-Trung? Và nếu có, thì nên đứng về phía nào? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện này. Thưa quý vị, vị trí chiến lược của Ấn Độ cùng quyền kiểm soát eo biển Malacca cho phép nước này định hình cục diện địa chính trị khu vực. Hiện tại, New Delhi dường như đang cố gắng giữ thế trung lập giữa hai cường quốc, vừa tham gia bộ tứ đối đầu Trung Quốc, vừa ủng hộ Mauritius đòi lại Diego Garcia từ Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, Ấn Độ khá thực dụng trong việc quyết định chọn bên nào. Nhưng để hiểu được vai trò của Ấn Độ, trước tiên chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của những hòn đảo này đối với cả Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh có thể xảy ra một cuộc đối đầu. Có 3 yếu tố chính giải thích tại sao những hòn đảo này lại có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước: thương mại, cung cấp sản phẩm dầu mỏ và triển khai lực lượng. Từ Nhật Bản đến Trung Quốc, phần lớn nền kinh tế châu Á đều phụ thuộc vào thương mại đường biển. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản chiếm 37% GDP của họ và đối với Hàn Quốc, con số này lên tới 80%. Phần lớn lưu lượng giao thông này phụ thuộc vào việc di chuyển qua eo biển Malacca. Ví dụ, 50% thương mại toàn cầu và 40% thương mại đường biển của Trung Quốc đi qua eo biển Malacca mỗi năm. Sự phụ thuộc này thậm chí còn lớn hơn đối với việc nhập khẩu dầu khí, vốn rất cần thiết trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và vận tải. Khoảng 60% tổng lượng tiêu thụ dầu thô của Bắc Kinh đi qua eo biển Malacca hoặc Sunda. Tương tự, Hàn Quốc và Nhật Bản nhập khẩu lần lượt gần 80% và 90% dầu thô từ phía tây eo biển Malacca. Mỹ cũng phụ thuộc vào eo biển Malacca. Nếu Bắc Kinh dựa vào điểm huyết mạch này để cung cấp nền kinh tế và năng lượng cho riêng mình, thì Washington cần tuyến đường trung chuyển Malacca để cung cấp cho các đồng minh của mình trong khu vực. Trong thập kỷ qua, Mỹ đã trở thành nước sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới nhờ tiết kiệm các mỏ đá phiến. Điều này có nghĩa là các đồng minh của Mỹ trong khu vực hiện phụ thuộc vào dầu mỏ của Mỹ. Ví dụ Hàn Quốc và Đài Loan nhập khẩu khoảng 12% và 16% lượng dầu thô từ Mỹ, trong khi Nhật Bản nhập khẩu 16,3% lượng khí đốt. Phần lớn sản lượng dầu của Hoa Kỳ nằm ở vịnh Mexico, có nghĩa là các tàu chở dầu đi theo tuyến đường Ấn Độ-Đại Tây Dương dựa vào tuyến đường qua eo biển Malacca. Việc bảo vệ các tuyến đường thương mại và cung cấp dầu mỏ là hết sức quan trọng đối với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Do đó, cả hai nước đều đánh giá cao khả năng triển khai lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột, lợi ích của Trung Quốc sẽ là bảo vệ các đường cung cấp của mình, đồng thời ngăn chặn các đường cung cấp của các đồng minh của Mỹ như Đài Loan và Nhật Bản. Và ngược lại đối với Mỹ, để đạt được mục tiêu này, việc duy trì sự hiện diện ổn định gần các điểm huyết mạch chiến lược, vốn là những điểm từ chối truy cập hiệu quả nhất, là một chiến lược đúng đắn cho cả hai nước. Một mặt, Washington có mạng lưới căn cứ ở nước ngoài rộng nhất thế giới. Chỉ riêng ở khu vực Ấn Độ Dương, nước này có các căn cứ ở gần hầu hết các nút thắt cổ chai quan trọng. Cảng nhà của hạm đội 5 nằm ở Bahrain, gần eo biển Hormuz. Trại Lemonair ở Djibouti, cách eo biển Bab el-Mandeb chưa đầy 160 km. Và Diego Garcia ở một đầu của kênh 8 độ, ở chuỗi đảo Lakshadweep, Maldives, Chagos và căn cứ Chanji
ở Singapore, ngay trước điểm hẹp nhất eo biển Malacca. Các đồng minh của Mỹ cũng kiểm soát các điểm huyết mạch khác, chẳng hạn như đảo Keeling của Australia, giúp tăng cường nhận thức về hàng hải ở phía tây nam eo biển Indonesia. Cũng giống như Mỹ, Trung Quốc đang phát triển mạng lưới căn cứ ở nước ngoài ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được gọi là điểm mạnh chiến lược. Năm 2017, quân đội Trung Quốc PLA đã thành lập căn cứ hậu cần đầu tiên ở Djibouti. Căn cứ này bắt đầu hoạt động hoàn toàn vào cuối tháng 3 năm 2022, đón chuyến ghé cảng đầu tiên của một tàu tiếp tế của Hải quân Trung Quốc PLAN. Các căn cứ ở nước ngoài khác đang được thảo luận, tập trung vào châu Phi cận Sahara, Trung Đông, khu vực Ấn Độ Dương và Đông Nam Á. Ứng cử viên có khả năng nhất là căn cứ hải quân RIM ở Campuchia, nằm cách eo biển Malacca 1.023 km, cách đảo Hải Nam khoảng một nửa, nơi phần lớn hạm đội phương Nam của PLAN đặt trụ sở chính. Từ quan điểm của Trung Quốc, điều quan trọng là phải duy trì nguồn cung cấp đi qua eo biển Malacca, đồng thời có khả năng làm gián đoạn những nguồn cung cấp cho Đài Loan và Nhật Bản. Theo quan điểm của Washington, eo biển Malacca là điểm chiến lược trong trường hợp xảy ra đối đầu với Trung Quốc. Ví dụ trong trường hợp xâm chiếm Đài Loan, họ có thể dễ dàng làm gián đoạn 60% lượng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc. Thế thì vai trò của Ấn Độ trong bức tranh chiến lược này là gì? Câu trả lời nằm ở vị trí địa lý đặc biệt của quần đảo Andaman và Nicobar. Quần đảo này như một chiếc chốt chặn giữa biển Andaman và Ấn Độ Dương, kiểm soát hiệu quả cửa ngõ phía tây của eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Với 572 hòn đảo trải dài 850 km, quần đảo này tạo thành một bức tường tự nhiên trên biển, tiếp giáp với Myanmar, Thái Lan và Indonesia. Về mặt chiến lược, Andaman và Nicobar giống như nắp đậy của chiếc nồi Malacca. Thực tế, chỉ có 3 hành lang biển và không phận quốc tế dẫn ra khỏi biển Andaman. Quan trọng nhất là kênh cấp 6 ở phía nam, rộng chưa đầy 160 km, nằm giữa điểm cực nam của Ấn Độ và đảo Rondo của Indonesia. Đây là tuyến đường chính mà hầu hết các tuyến đường hàng hải quan trọng đi qua, kết nối châu Á với châu Phi, châu Âu và Trung Đông. Hai hành lang còn lại ở phía bắc tạo thành kênh Pre-Paris, một lối vào nông hơn vào biển Andaman. Hành lang đầu tiên nằm giữa đảo Coco của Myanmar và Pre-Paris, trong khi hành lang thứ hai nằm giữa Pre-Paris và đất liền Myanmar. Tóm lại thì quần đảo Andaman và Nicobar mang lại cho Ấn Độ một lợi thế địa chiến lược to lớn, cho phép kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại cũng như là quân sự trong khu vực. Vị trí chiến lược của quần đảo Andaman và Nicobar cũng cho thấy rằng dự án kênh đào Kra qua Thái Lan chỉ là một giải pháp tạm thời cho bài toán Malacca của Trung Quốc. Ngay cả khi kênh Kra được xây dựng, quần đảo này vẫn có thể bị phong tỏa, làm hạn chế hiệu quả của kênh. Hai quần đảo này thể hiện rõ chiến lược hàng hải của Ấn Độ nhằm cân bằng giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa Trung Quốc và Mỹ. Bộ chỉ huy Andaman và Nicobar, bộ chỉ huy ba quân chủng đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ đóng tại Port Blair từ năm 2001, đã bị khinh khí cầu do thám Trung Quốc giám sát vào tháng 1 năm 2022, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của khu vực này. Trong trường hợp xung đột Mỹ-Trung, Ấn Độ sẽ nghiêng về phía nào? Các bằng chứng cho thấy Ấn Độ có xu hướng nghiêng về phía Mỹ. Tuy nhiên, lợi ích cốt lõi của Ấn Độ là duy trì toàn vẹn lãnh thổ và ảnh hưởng chính trị ở Nam Á. Điều này khiến Ấn Độ phải thận trọng trong quan hệ với Trung Quốc. Ấn Độ và Trung Quốc có lịch sử tranh chấp biên giới lâu dài. Đáng chú ý nhất là vào năm 1962, khi Ấn Độ để mất khu vực Aksai Chin vào tay Trung Quốc. Ngoài ra, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thách thức hiện trạng ở sân sau của Ấn Độ như vịnh Bengal, Maldives và Pakistan được coi là mối đe dọa trực tiếp đối với Ấn Độ. Trung Quốc cũng đã xâm phạm Ấn Độ thông qua chuỗi ngọc trai khét tiếng và bằng cách phát triển quan hệ quân sự với ba nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, ba quốc gia này là khách hàng chính xuất khẩu quân sự của Trung Quốc, bao gồm tên lửa và tàu ngầm. Ngược lại, Ấn Độ không nhận thấy mức độ đe dọa tương tự từ Mỹ, không có tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Đó là lý do tại sao Ấn Độ coi Mỹ là đồng minh và họ cách nhau về mặt địa lý đủ xa để lợi ích cốt lõi của họ không xung đột. Trên thực tế, Mỹ và Ấn Độ dựa vào nhau về nhiều mặt. Mỹ sử dụng ảnh hưởng chính trị của Ấn Độ để thực hiện chương trình nghị sự của riêng mình ở Nam Á, trong khi Ấn Độ sử dụng hải quân Mỹ và các đồng minh thân cận như là Nhật Bản và Úc để đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương. Vậy thì nếu một cuộc xâm lược Đài Loan xảy ra hoặc cuộc đối đầu Mỹ-Trung leo thang thành xung đột, vai trò của các hòn đảo này sẽ là gì? Về mặt chiến lược, những hòn đảo này đóng 3 vai trò quan trọng. Thứ nhất, chúng hoạt động như một tiền đồn để nâng cao nhận thức hàng hải cho Ấn Độ và các đồng minh Quad, bộ tứ của nước này, như được thể hiện qua cuộc tập trận Malabar hàng năm của Mỹ, Ấn, Nhật. Rất có khả năng, các nước thành viên ASEAN sẽ duy trì lập trường trung lập trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ-Trung. Do đó,
Các tàu và máy bay quân sự di chuyển từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương sẽ buộc phải đi qua 3 hành lang quốc tế trên biển Andaman. Do đó, Ấn Độ có thể dễ dàng lắp đặt điện thoại và radar để kiểm soát không gian và vùng biển xung quanh. Thứ hai, chúng đóng vai trò là căn cứ hoạt động tiền phương cho khả năng răn đe của Ấn Độ. Trung tâm biển Andaman tạo ra một vùng sâu gần 4.000 mét, nơi Ấn Độ có thể triển khai các tàu ngầm của mình một cách thuận lợi. Một mặt, New Delhi có thể duy trì các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo, tạo ra khả năng răn đe thực tế ở gần Thái Bình Dương hơn. Mặt khác, biển Andaman là địa điểm hoàn hảo để triển khai khả năng ngăn chặn khu vực. Một phần tàu ngầm tấn công diesel của Ấn Độ có thể hoạt động trực tiếp từ Andaman thay vì căn cứ hải quân Visakhapatnam trên vịnh Bengal. Không cần phải di chuyển quãng đường xa hơn, những chiếc tàu ngầm này sẽ ít phụ thuộc vào việc tiếp nhiên liệu hơn, kéo dài thời gian hoạt động. Vì phần phía bắc của biển Andaman cũng đông hơn nhiều, chưa đầy 600 feet, nên việc tàu ngầm của đối phương đi qua đó và đưa chúng dọc theo các khu vực do Ấn Độ kiểm soát sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, tạo ra một hang hổ đáng sợ. Thứ ba, quần đảo Andaman và Nicobar là bàn đạp để mở rộng không gian chiến lược của Ấn Độ về phía Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Quần đảo kết nối trực tiếp Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Mặc dù cho đến nay, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Hiệp hội, chiếm 22% thương mại, nhưng Ấn Độ vẫn đang tăng cường đều đặn sự hiện diện của mình trong khu vực. Năm ngoái, nó đã đạt mức tăng trưởng thương mại 40% và hiện chiếm 3% tổng thương mại. Đặc biệt, các đối tác thương mại chính của Ấn Độ trong ASEAN lần lượt là Singapore, Indonesia và Malaysia. Riêng Malaysia đã chiếm gần 70% thương mại của Ấn Độ với Hiệp hội. Đây cũng là những quốc gia giáp trực tiếp eo biển Malacca, còn Indonesia và Malaysia cũng giáp biển Andaman. Bằng cách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với ba quốc gia này, Ấn Độ có thể tạo ra một mạng lưới các quốc gia có lợi ích trực tiếp ở eo biển Malacca, đẩy ảnh hưởng chính trị của mình sang Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đồng thời cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bất chấp tầm quan trọng chiến lược của các hòn đảo của Ấn Độ, họ có thể làm được rất ít nếu không có năng lực hàng hải cần thiết. Hải quân Ấn Độ đã phải đối mặt với các vấn đề ngân sách trong một thời gian dài và các tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan đã khiến nguồn tài chính của nước này tiêu hao lớn. Năm 2021, quân đội Ấn Độ tiêu tốn khoảng 55% ngân sách quốc phòng, tiếp theo là không quân ở mức 22% và hải quân ở mức 15%. Để so sánh, Hoa Kỳ phân bổ 23% ngân sách quốc phòng cho lục quân, 28% cho không quân và 30% cho hải quân, 18% còn lại trải đều cho các quân chủng khác. Kể từ cuối những năm 1990, Ấn Độ đã nỗ lực phối hợp để chuyển đổi lực lượng hải quân của mình từ lực lượng nước nâu sang lực lượng nước xanh, được thúc đẩy bởi tầm nhìn của cựu thủ tướng Atal Bihari Vajpayee và Manmohan Singh, cũng như cựu đô đốc Arun Prakash. Tuy nhiên, Ấn Độ đã phải đánh giá lại chiến lược hàng hải của mình để phát huy hết tiềm năng của mình trong khu vực. Điều này có nghĩa là đầu tư vào đội tàu và cơ sở hạ tầng hậu cần cần thiết để hỗ trợ đội tàu. Nhưng quan trọng nhất, những lời của Mahan là lời nhắc nhở về tầm ảnh hưởng tiềm tàng của New Delhi trong khu vực. Đằng sau việc Ấn Độ mở căn cứ hải quân INS Jatayu. Thưa quý vị, Hải quân Ấn Độ đã đưa vào hoạt động căn cứ INS Jatayu mới tại đảo Minicoy để tăng cường khả năng hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương có tầm nhìn chiến lược quan trọng. Căn cứ hải quân này cũng sẽ tăng cường phạm vi hoạt động và hỗ trợ các nỗ lực của Hải quân Ấn Độ trong các hoạt động chống cướp biển và chống ma túy ở biển Tây Ả Rập, New Delhi cho biết. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng động thái này của Ấn Độ là một bước tiến chiến lược quan trọng trong việc đề phòng người hàng xóm to lớn. Ngoài ra, New Delhi còn có kế hoạch xây dựng một sân bay có mục đích kép dành cho máy bay dân sự và máy bay chiến đấu trên đảo Minicoy. Hải quân Ấn Độ đang tìm cách sử dụng những lợi thế về vị trí địa lý của Ấn Độ để củng cố các vị trí hải quân. Điều này trên thực tế có nghĩa là Ấn Độ, quốc gia đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành quyền thống trị ở châu Á, giờ đây có thể sẽ tác động đến các chuyến hàng chở dầu qua eo biển Malacca. Theo các chuyên gia Nga, căn cứ INS Jatayu tại đảo Minicoy sẽ cung cấp cho New Delhi đòn bẩy chính trị đáng kể để chống lại bất kỳ sự tấn công nào của Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC đang tranh chấp, đồng thời mở rộng khả năng triển khai sức mạnh của lực lượng Hải quân Ấn Độ, cho phép họ đảm bảo an ninh hàng hải và kết nối tốt hơn trong phạm vi khu vực. Việc phát triển căn cứ hải quân Ấn Độ ở lối vào này như là một thanh gươm Damocles đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trong khi hòn đảo nơi đặt căn cứ hải quân này chỉ cách eo biển Malacca chừng độ 160 km, thì Trung Quốc sẽ cách Tam Á, căn cứ hải quân gần nhất của họ, ít nhất là 2.400 km. Alexei Maslov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi của Đại học Quốc gia Moscow, nói rằng Trung Quốc là đối thủ lớn của New Delhi
và do đó chiếm vị trí trung tâm trong học thuyết chính trị của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ả Rập Saudi, Nga và một số nước châu Phi cũng là những nhà cung cấp dầu chính cho Trung Quốc. Chuyên gia Maslow nhận định, Ấn Độ không thể chặn những nguồn cung cấp này và tôi không nghĩ họ sẽ làm như vậy. New Delhi sẽ không muốn làm trầm trọng thêm mối quan hệ của mình với Bắc Kinh bằng cách ngăn chặn hàng hóa của nước này. Ấn Độ muốn chứng tỏ rằng họ là một bên tham gia chính trị quân sự độc lập và do đó thu hút các đối tác khác là Mỹ và Nga. Vì vậy, đây là cuộc đấu chính trị chứ không phải là đối đầu quân sự. Ngoài việc san bằng quy mô địa chiến lược theo hướng có lợi cho Ấn Độ, căn cứ tại đảo Great Nicobar kết hợp với các thỏa thuận trao đổi thông tin như một phần của khuôn khổ đối thoại an ninh tứ giác Quad đặt Ấn Độ vào vị thế hoàn toàn thống trị lĩnh vực hàng hải trong khu vực. Động thái này cũng nâng cao khả năng tác chiến trên biển của Ấn Độ bằng cách tăng cường đáng kể các hệ thống chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD, hệ thống mà các cường quốc như là Nga và Trung Quốc thường xuyên triển khai để chống lại các đối thủ. Chương trình mở rộng và hiện đại hóa tàu ngầm đầy tham vọng của Ấn Độ có thể sẽ tạo nên những tác động địa chính trị vô cùng sâu rộng và Bắc Kinh sẽ buộc phải coi New Delhi là một đối tác bình đẳng trong các giao dịch tương lai. Việc vận hành căn cứ mới diễn ra trong bối cảnh một kế hoạch chiến lược khác được phát triển nhằm hiện đại hóa đảo Great Nicobar thuộc chuỗi đảo Andaman và Nicobar. Tổng cộng 720 tỷ rupee, tức khoảng 8,68 tỷ USD, đã được phê duyệt cho dự án, bao gồm cả việc phát triển một thành phố xanh. Điều này có ý nghĩa địa chính trị to lớn và sâu rộng đối với khu vực. Mặt khác, Mỹ tuyên bố họ đang thực hiện các cuộc tập trận tự do hàng hải để chống lại điều mà họ coi là thách thức của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, Washington đang ở một vị trí nhạy cảm vì nước này là quốc gia duy nhất không ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, nhưng chớ trêu thay lại tuyên bố bảo vệ nó. Tình thế khó khăn của Mỹ khiến các đồng minh của nước này ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lo lắng. Câu hỏi được đặt ra là Mỹ có thể duy trì sự thống trị hàng hải trong khu vực bao lâu? Đồng thời, Trung Quốc vẫn không thể giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca, bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại mà qua đó khoảng 65% tổng nhu cầu năng lượng của nước này được vận chuyển. Trong trường hợp xảy ra xung đột, bất kỳ sự gián đoạn hoặc phong tỏa nào của hạm đội đối thủ trên eo biển này cũng đều có thể làm tê liệt nền kinh tế Trung Quốc với những hậu quả thảm khốc. Điều này đã góp phần thúc đẩy những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải quyết vấn đề Malacca và một phần nhằm bù đắp ưu thế khu vực của Mỹ. Các cuộc xâm nhập của PLAN đã mở rộng sang Ấn Độ Dương, nơi mà Ấn Độ coi là sân sau của mình. Những bước đột phá này của Trung Quốc đã có sự hiện diện lâu dài trong khu vực. New Delhi coi những cuộc xâm nhập không mong muốn này là một mối đe dọa và là một phần trong lý thuyết chuỗi ngọc trai của Bắc Kinh nhằm bao vây và cô lập Ấn Độ thông qua một loạt căn cứ được bố trí chiến lược xung quanh nước này. Vì New Delhi khó có thể cạnh tranh với PLAN, nên nước này đang khám phá các phương tiện cải tiến khác để ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc và căn cứ mới ở Lakshadweep là một động thái quan trọng. Sự quyết đoán của Ấn Độ trong Ấn Độ Dương sẽ tạo nên một thay đổi chiến lược hướng tới việc biến New Delhi từ một cường quốc trên đất liền thành một cường quốc với khả năng đáng gờm trong cả chiến tranh trên bộ lẫn chiến trường trên biển. Chỉ với sự thay đổi chiến lược hướng tới việc biến Ấn Độ thành một cường quốc hải quân, nước này mới có thể khẳng định mình là một cường quốc thế giới trong tương lai được hỗ trợ bởi một lực lượng hải quân nước xanh chính thức. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở phần dưới để tiếp tục đồng hành cùng Lê Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!